cái đám ngoài kia nó vùi nó xuôi luôn, chỉ nói mạnh lên đi, đến thế nào dám làm gì đâu. Rồi bắt đầu anh mới, trời ơi, hay gì đám công an thành phố mà mời chị à, bảo em đưa số điện thoại đó em gọi nó cho, đâu mày đặt ở ngoài kia trung ương rồi ha, nên nhớ là ê, tụi mày về hưu rồi nha. Phan Văn Mãi là ai? Ủy viên ban chấp hành trung ương đảng. Mấy thằng cu cốc cắn về hưu. Anh xiết cái đó chẳng qua ba cái vụ đâm thuê chiếm mướn bậy bạ đồ, bố mày gửi cho mày. Cái này có chủ trương rồi, ban tuyên giáo chính phủ rồi, Võ Văn Thưởng lên lịch rồi. Mày đụng mày biết ban tuyên giáo là ai không? Không sao đâu. Ờ đúng rồi, không sao đâu. Thấy chưa? Bắt đầu cái đám thầy dùi ở ngoài Bắc á, nó đẩy, gọi là té, nó gọi là chiến thuật lưng xa chiến. Chị cứ lên, bọn em phía sau lưng chị là cái người mà bây giờ tổ quýt đang trình. Chị cứ làm. Đấy, bọn tham nhũng, bọn đấy phải nói bắt đầu lên giũa công an đó. Tôi yêu cầu phải lập biên bản. Công an thành phố làm như vậy không có đúng. Đồ chị Hằng đi họp đồ ăn, lên làm việc với công an thành phố đồ, các em lên livestream á, kéo xuống Thiền Am bờ vũ trụ đồ, che dù đồ giỏng giạc á, trợ lý đồ. Sao rồi con? Bao nhiêu view rồi con? Nhi ơi. Ờ, lúc đó quá ngon. Thiệt. Tôi nói thấy vui, nó chơi chiêu nó hạ rồi một phát một vũ võ dập giết mà, dập giết. Bắt đầu thấy ngon không? Nè, lúc đó thấy ngon không? Chị chơi tới Hà Nội lận. À, có nhiều tay ở Việt Nam, nhiều thằng đấy. Bố em công an quận, bố mày quận lớn lắm mà. Hồi đó tôi ở Việt Nam nói quận hả? Quận giỏi lắm á, mày đụng xe lấy chiếc xe cho mày ra thôi. Mày đụng tới chuyện lớn hơn, bố mày mười, bố mày cũng bị đi nữa. Thì nói sao rốt cuộc đi đạn đó không, đi ra ngoài Bắc, đi tham quan ngoài Bắc đồ, nguyên đám ngoài đó livestream và chị Hằng này nọ dẫn cái đám cựu chiến binh đi vô mướn nhà hàng, tổ chức gặp gỡ livestream, thấy không? Ai cho mày tổ chức? Muốn chân hững hết cái đám YouTube con. Ồ mày chân hững hết. Non lắm, non chính trị lắm. Ủa tại sao mình mướn nhà hàng nó không cho mình mướn, kêu quản lý ra đây, quản lý hả? Quản lý mày bằng chủ tịch quận không? Mày mà cho bả tổ chức livestream ở đó tao đóng quán mày luôn, dám không? Nín khe. Thế là kéo nhau ra ngoài lề đường. Cái đám hội cựu chiến binh á, có cái gì livestream, có một cái video. Chị cứ lên tiếng, chị Hằng là mãi điện. Chị lên tiếng, chị nói vấn đề đó đúng rồi. À đúng rồi, tụi tôi đây ủng hộ, nghe mạnh quá, bắt đầu đi về. Bắt đầu lên Đại Nam, ngầu lắm,